Giờ muốn màu hết không? Giờ muốn màu hết không? Màu hết. Ôi, muốn màu hết tôi xử lý nha. Rau miễn phí đồng loạt, ai cần đến nấy. Bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được bươi móc bẻ bóp. Ai bươi móc phạt 5k còn bị la. Rau vô trong ông ngủ 10 phút này hết á. Để vô này tôi về tôi lấy cái bảng miễn phí ra nhá. Đấy, ăn này ăn muốn hết rồi mình xử lý cho nó hết nhanh. Quyết tiến quyết bán hàng rau miễn phí đồng loạt, ai cần đến đấy. Bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được bươi móc bẻ bóp. Ai bươi móc phạt 5k còn bị la. Đấy, bí quyết để mau hết hàng như vậy nhá. Thôi em về đây. Rồi. Bánh mứt nóng Nghệ An miễn phí, ai cần đến nấy. Chào mọi người đến với kênh YouTube Minh Râu nhá. Hôm qua bán chợ công nhân nghỉ nhiều quá đâm nào vắng. Hôm nay có người ra vô xíu này. Tình hình chợ ngày hôm nay đi lấy hàng thì hàng nó hơi biến động. Khổ qua, dưa leo, mướp, bầu đều đắt lên, rau xanh á, nhất là rau xanh á là mắc lên, có bí xanh thì vẫn rẻ, mà chợ giờ chưa có người mấy nên là cũng không có lấy nhiều. Dưa leo thì hôm nay với hôm qua lấy vô 15-16 ngàn lấy vô á, mọi hôm thì lấy vô rẻ, hôm nay lấy vào 15-16 ngàn thì phải bán 20, sáng thì bán 25. Mà ngày mai nó rẻ lại à, tại vì theo mình biết thì do chắc mấy ngày vừa rồi ngày lễ người ta lười hái hay sao á, nên là hàng ở chợ đầu mối nó ít mà nó mắc lên. Còn ví dụ mà vài ba ngày nữa mà nó không rẻ thì là nó sẽ mắc luôn á, nó mắc khi nào mà tới đợt rộ nó sẽ rẻ lại. Anh em coi hàng bán là mỗi thứ mới chốc. Dưa leo thì hôm nay lấy 30 ký, lấy nhiều hơn mọi khi. Mướp thì lấy 20 ký, còn chắc 10 ký. Này mùa có bà già tối mà không hết rau muống này, bà già chở cho chùa nhá. Thì có bà già với ông Bảy là tối là hay chở ra cho chùa, nhiều hôm mà lấy nhiều quá cho không hết em ạ. Đâu phải là cứ cho là hết đâu, lâu lâu có ngày cho không hết luôn á. Anh em sẽ có xem kênh YouTube thì anh em ủng hộ kênh YouTube Minh Râu nhá. Buôn bán giờ bán gọi như là gần 2 năm nay rồi, sau dịch buôn bán chậm lắm. Bắp cải cũng mắc nữa, mắc mà là xấu không được đẹp. Bắp cải giờ lấy tại chợ đầu mối là nó vào tầm 12, 13, 14 ngàn lấy vô. Cũng có hôm thì lấy vô rẻ hơn tí. Có lúc thì nó rẻ bèo mà, có lúc có mấy ngàn ký. Bí đỏ này thì vẫn còn hơi đắt. Cái thảo hả? Lấy cây to hay cắt, cây bé khỏi cắt. Lấy nguyên cây đi. Cái thảo này hơi đắt á. Cái này của ông già, cho ông già chứ không cho bà già này. Cái thùng ve chai này của ông già, ông ghé ông gửi xong á. Đầu rồng rồi này nó hạ nhiệt xuống miếng à. Lấy vô khoảng tầm 30-40 tùy từng hôm. Có hôm lấy vào 50, có hôm thì đắt hơn. Đâu có đây. Mua vài ba trái thôi là rẻ mua nhiều. Ai ăn đâu muốn lấy đâu muốn về ăn à. Cà chua múa đây nhá, nào rẻ mua nhiều. Múa gì em? Chợ người giờ đi đâu hết rồi ha? Chắc dân giống ngủ thôi. Quan Ngọc xin chế ổi ăn rồi. Ổi hết chôm chôm kia rồi hả bà chuối? Sao chợ người đi đâu hết rồi Ngọc? Con dao đấy Ngọc. Anh như thế này lại. Rồi tí anh không trả tiền cho. Sao đợt này người đi đâu hết này con? Nó ổn ngọt đây. Ổn ngọt đây. Anh em nâu rồi chứ.
5.000 trái mua 2-3 trái về ăn. Ăn rau muống cho nữa rau muống về ăn rồi. Bữa hôm nay đắt nhá. Mấy đồ hôm nay hơi đắt lên á. Dính nhau mua về đắp mặt hay mua về ăn? Mà dính nhau chỉ mua về đắp mặt hay mua về ăn? Ăn là tự mua về đắp mặt, mua về trái bự nè. Đắp mặt thì nếu mới cháy bơ còn ăn thì mới cháy nấy cháy nhỏ nhỏ như là ngon. Đậu ve, đậu bắp rồi cân chung lên đi. Đồ hơi đắt nha. Đồ que mét 20.000 tất cả. Nhà giá 5.000 bà già bốc đại dùng ấy. Em gì ạ? Đúng rồi. Đồ ở này hơi đắt lên tí nha. Đến mai mốt rẻ giờ, mưa quá mà. Hẹ với giá 5.000 đi. 5.000 giá hẹ bốc đại đi. 5.000 giá hẹ cho cái bọc to vậy hả? Không có bọc mới được tao lấy. Quen cái gì hả? 5.000. Ai rau muống lấy rau muống về ăn nhá. Rau đồ này rau xanh, rau đồ hơi cao tí ấy. Cà chua đắt lắm. Cà chua đắt lắm. Làm gì? 35.000 ký rồi. Cái này của ai đây? 17.000. 35.000 một ký thì không mắc đâu. Cái đăng lên là than ế và khách hỏi kêu mắc lắm. Chợ đồ này ế lòi thật mà. Cái này của ai đây? Em. 12.000. Cải thảo hơi đắt nha. 25.000 ký cải thảo á. Cái này 30.000 đi. Ký 2 hơn rồi. Có lúc thì có mấy ngàn ký. Ký 2 hơn rồi. 30. Đây à. Ai đâu muốn đến đâu muốn với anh à. Mỗi đâu muốn này là giá mềm mềm tí thôi. 25.000 đi. Này anh ơi. Anh ăn rau muống lấy thêm rau muống với anh kìa. Cả 4 giờ là đông nhân bán được khoảng tầm nửa tiếng. Bán được khoảng tầm tùy hôm. Quay tím à? Thích ăn tím hay thích không tím? Cái này 17.000 đấy. Đồ lem kìa, chị thích ăn đồ lem gì nãy đây. Nó đang muốn đến đâu muốn ăn kìa chị. Chị đi làm mấy ngày rồi? Nghỉ lễ đi làm mấy ngày rồi? Hôm qua. Qua hả? Hôm qua em bán ế lòi nè. Hôm qua mưa quá. Hôm qua mưa. Trời ơi. Này 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 này. Gần 2 lạng rồi. Thôi lấy từ trên lấy xuống mắc 7.000 sụp đổ hết. Lấy từ trên xuống dưới được có bơi bó nào giống bó nào. Bơi nó dập hết, nó gãy hết, nó uổng. Mà ở đây toàn cho rau đẹp đâu, cho rau xấu đâu, đúng không? Chị đây biết, em biết khi nào cho rau xấu lắm. Hi hữu thôi. Hiếm khi á. Toàn cho rau đẹp không à. Chẳng qua số lượng mình nhiều quá, mình để nó làm xà lan vậy. 2.000 sợi cây. Đâu lấy luôn chị. Chị ăn rau muống lấy rau muống với ăn kìa. Đâu lắm. Đúng rồi. Anh em thấy chợ không? Nay công nhân đi làm lại rất đều đều rồi. Cái này của ông già với trai hả? Bỏ đây có hồi người ta là vô sinh nữa. Để dành đây cho ông ấy. Tí ông đến cho ông ấy. Tìm gì em? Về đây tăng ca cũng được này.
Ở đây đang cần người đếm tiền phụ. Tối 6 giờ mấy dọn hàng mệt, thấy đống tiền mệt luôn. Bán được 700-800 triệu triệu mấy. Như thế không em? Đậu gì? Đậu phộng à? Đậu rồng 14.000 đậu rồng đi em. 14.000 à. Đậu rồng hơi đắt nha. Nay nó rẻ xuống bớt rồi đó. 14 tới 6. Em ăn đậu muống thêm đi, đậu muống về ăn nữa. Người đi đâu hết rồi Tài? Bán nước đây. Cho hộp 10.000 đi. Anh đỡ đói rồi. Đói bụng quá. Hộp 10.000 mà nhiều trả nha. Ít ít thôi, anh đéo hết đâu. Ngò à, có hành thôi. Ngò đợt này mưa nó xấu lắm em. Cho hộp 10.000 mà nhiều trả. Ngò, ngò đợt này. Mình em đấy hả? Mình kia đâu? Mình kia đâu? Mình kia nhà. 16 với lại 8, 24 ngàn em. Nấy bó đâu muốn về ăn cho vui kìa. Có đủ sức để tăng ca hay không à? Em làm tin đâu vậy? 9 năm rồi hả? Thôi làm đủ 20 năm đi nghỉ hưu. Con nhỏ kia đi ngang nó không thèm ngó mình cái thì về ta. Anh đây chan lắm rồi đó, anh luôn. Chan rồi hả em? Nhiêu tiền em? 10.000 hỏi chưa tiền. Làm miếng này. Trưa nay ăn vội quá, ăn tóm tém được tí giờ bắt đầu đói. Thôi mời cả nhà nhá. Bà già ăn không? Cảm ơn. Bà khỏe không? Không ăn hả? Cảm ơn. Biết ngay là không ăn mà. Này 14.000 đây. Thôi tiền dùng cái gì hả? Đây em ngồi đây em đọc thôi được à. Rồi 15.000 đi. 15.000 đầu ve nè. 15.000. Hàng đợt này mưa đồ rau hơi đắt tí nha. À, con đi thầy không? Dạ, chó thì có lấy. Bà vô chứ, đừng có hỏi nãy sao. Nhiều người không lấy. Cho bao nhiêu đủ. Cứ bà vô, ta không lấy, người ta nói không lấy. Ta im rồi, ta lấy. Mưa quá rau hơi mắc, mắc mua đủ dùng thôi. Ôi, sao tình hình buôn bán giờ ế thế vậy? Cả giấy này anh em coi là bà con coi cả giấy này. Em ăn ướt, sao chợ giờ vắng thế nhỉ? Gần hết gì em? Thế là bán mấy cái bụng xong mà. Thôi rồi. Anh bán giả cá bán được nhiều chưa mà sao chợ vắng thế nhỉ? Người đi đâu hết rồi Nguyên á. Em gái mua chả cá xong thì ghé mua rau nhá. Đang chờ em nãy giờ đó. Chợ gì đâu mà ngó cả dãy cả. Không có người mua gì hết. Buôn bán vậy. Đúng trước anh bán ở đâu? Bán ở chợ Tâm Hóa. À chợ Tâm Hóa hả? Chiều lên đây bán thêm. Thôi kệ ráng cày thôi. Em được tới chắc phải chất channel đi bán dạo quá. Ê quá. Tình hình được tới mới đâu phải đi bán dạo rồi anh em ạ. Có hỏi thăm em Mậu ơi. Em Mậu ơi, hôm nay em làm mấy con heo ấy? Nên làm 2 con hả? 2 con. Sao buồn vậy? 2 con bán hết con rưỡi à? 2 con bán hết con rưỡi về được rồi, đủ vốn rồi. Còn nhiêu đây bán rẻ đi về. Bán khuyến mãi. Hôm qua có bị bán không? Có chứ. Hôm qua mà. Hôm qua tôi nhớ đâu có bà đâu. Lúc chỉ có. À, trời ơi. Gà bán đỡ ông gà hết rồi đây. Chợ buổi giờ chán nhỉ. Từ hồi cái khu nghiệp này giờ đi phát là bán chậm hẳn. Mọi năm là khu nghiệp bên Hòa 1 này là người ta chưa rời đi ấy, là bán còn chiều còn đông đông.
giờ khu nghiệp Biên Hòa 1 này dời về Giang Điền. Ờ đúng rồi, trước 4 giờ là... đúng rồi. Trước sạp rau tao đông nghẹt luôn, giờ có người mua đâu. Giờ cho còn không hết á, có ngày cho không hết nữa. Chưa có mình bán ở đâu, chưa có mình bán trên này, dưới này đâu có ai bán. Ờ, bây giờ một dãy luôn à, rồi xe đôi là vừa rau. Chợ. À. Bây giờ mình cuối chợ. Cuối chợ. Tôi đang tính mở sạp thịt heo rồi, bán với bà Mậu à. Bà giao hàng cho tôi bán nhá. Bán ngày 5 con. 5 con. Đến chưa cái chị? 5 con gà. Ăn gà, gà có lại 5 mấy chợ. Ký. Ừ, má chợ ế quá. Đi lên sạp rau ông này hỏi thăm ông bán sao sạp rau tôi ế quá. Anh em thấy không? Buôn bán giờ. Ở đây nè. Hết hàng rồi, dọn hàng về thôi. Bảy hết hàng rồi đây. Giờ muốn màu hết không? Giờ muốn màu hết không? Rồi muốn màu hết tôi xử lý nha. Rau miễn phí đồng loạt, ai cần đến nấy. Bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được bươi móc bẻ bóp. Ai bươi móc phạt 5k còn bị la. Đâu vô trong cái ông ngủ 10 phút này hết á. Để vô tôi về tôi lấy cái bảng miễn phí ra nhá. Đấy anh này anh muốn hết rồi mình xử lý cho nó hết nhanh. Rau miễn phí đồng loạt, ai cần đến đấy. Bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được bươi móc bẻ bóp. Ai bươi móc phạt 5k còn bị la. Đấy, bí quyết để mau hết hàng như vậy nhá. Thôi em về đây. Rồi. Sao mà còn ít vậy không nghỉ đi gì đó. Nhiều à? Sao chợ giờ bán chậm anh nhỉ? Bán chậm mà rau qua không rách cả lưới rồi, qua rách tanh bằng cái lưới luôn. Wow. Hay hay là bây giờ mình mở công ty ở đây, kêu gọi công nhân về đây làm lại đông đông để mình bán rau được. Thôi anh bán nhá, sửa lại cái nồi đi, có tí người ta vô lấy hết giờ. Trời ơi, anh em thấy buồn. Muốn đúng không? Đợi xíu. Anh về lấy cái bảng miễn phí ra với lại lấy cái noa nữa. Thịt lợn miễn phí. Thịt lợn mà miễn phí chắc ăn cái chắc 15 phút là hết à? Không tới 15 phút. Không tới 15 phút đâu hả? À. Chịu không? Chịu không? Anh về lấy cái noa với cái bảng miễn phí ra cho. Ok, ngay cứ tài trợ. Đây 6 triệu miễn phí luôn như cuộc đời. 6 triệu rồi đấy hả? Vốn nhiều vậy? Trời ơi. À... ờ, vốn heo như này đắt không ta? Trăm ngàn ký. Ồ, cái này còn khoảng mấy chục ký, mấy triệu phải rồi. Bà kêu đưa cái bảng ra, móc 6 triệu cho bà. Thôi, cái ca này khó với em Mậu ơi. Anh cho rau đây ngày có vài trăm ngàn thôi, anh thấy cũng đấy rồi. Gặp cho hết 6 triệu bạc này, hết cả tuần cho rau, 2 tuần ấy. Bà Mậu thấy hồi trước tôi cho nhiều, giờ tôi đâu dám cho nhiều đâu. Giờ bán ế nòi tiền đâu cho nhiều nữa. Hồi trước cho trời ơi mênh mông, với lại hồi đấy còn đông người. Giờ mà lấy nhiều 5-3 tạ, 5-7 tạ như hồi xưa mà không hết. Trời ơi, cho không hết rồi. Bây giờ cho lần khoảng tầm 2-3 tạ đổ lại thôi. Hồi trước thì thôi có ngày chở 3 xe lôi lên. Bà Mậu bán lên đâu chứ bà Mậu nhỉ? Mấy năm. Mười mấy năm rồi ha. Tôi bán ở đây là phải tầm 16-17 năm rồi đó. Ê, tôi đấy rồi, đâu cắt đâu. Ờ, tôi gió hồi đấy đúng rồi bà. Tôi bán được có thời gian rồi bà nên bà bán. Đúng rồi, đúng rồi. Tỷ nè. Hồi xưa tôi đất trống kia đâu qua cho mướn đâu. Ai thích ngồi ngồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hồi xưa tôi còn đi gom. Hồi sẽ bị phường. Hồi bị phường ấy thôi. Mua được mấy căn nhà mấy miếng đất rồi? Không có. Lấy được mấy chồng rồi? Mà lấy được mấy ông chồng rồi? Một thằng. Từ đâu bán đâu làm thì lấy được nhiều chứ. Thằng lấy thằng gà, hai thằng. Ờ, đúng gà buổi chiều đây trợ lý á. Nhà thằng chơi đây thằng. Á, chán. Thôi, về đây. Anh em xem YouTube ủng hộ kênh Minh Râu nhé. Giờ bán ế quá. Dạ, anh chả cá như này mới bán được ở đây phải không? Anh mới bán đây đúng không? Mới bán đây mà. Chả cá này chả cá gì vậy? Ngon quá. Các anh em biếng đây. Bố em mới nạn tối về ăn chơi đỡ buồn. Nửa ký à? Nửa ký được. Về ăn nhậu luôn. À đúng rồi, tối làm đêm phim mặn nặng đập đập mà ăn cơm mày làm xị luôn. Quay đúng rồi.
Đợt này em lười uống, như hồi trước là tối nào uống, giờ tuần uống có 2-3 lần à. Đang bỏ bớt, uống nhiều cũng mệt lắm. Ừ. Làm bài mấy rồi, anh mấy đứa rồi? Ba đứa rồi. Con anh chắc lớn rồi nhờ? À, nó được 16 tuổi rồi. À, vậy ngang ngang con em. Anh năm nay 4 năm chưa? Mới 43 hả? 43 bằng tôi. Ông vậy sinh năm 83 hả? Hay 82? 83 được bằng tôi. Tôi 83, tuổi heo luôn. Rồi nhiêu tiền anh? Có tí hả? Dạ. Có tí 60. 60 à, rồi ok. Thôi em về đây, tối này làm chả cá, làm thêm ít rau ế, làm ve. Qua ngày sáng mai 3 giờ sáng lại dậy đi lấy rau. Phải bán nhá. Bán ướt. Hay giờ anh em mình đi làm xị đi. Mua về đi, ngồi đây. À, ngồi đây anh em mình đợp mấy ve đi. Thôi cái này với này nhậu phê rồi. Nhậu không biết đường. Hả? Nhậu biết đường. Trời ơi, có người bao nhậu nhậu ta. Rồi vô đây. Đem hết vào đây nhậu. À, nộm hả em? Ngồi đây anh đi mua chả cá về ăn thử cái ngon không em? Anh thấy ngon lắm. Em ăn chay. Ủa em ăn chay hả? Rồi có ngủ chay không? Đó. Có ngủ chay không? Bằng ngày ăn chay, tối mặn. À, bằng ngày ăn chay tối đập máy ào ào đúng không? Bà già ăn chả cá không? Bà hẹn chả cá không? À, nửa ký 60, ăn thử có ngon không? Tôi ăn thì thấy ok đấy, thấy cũng được. Ăn tối nấy miếng về ăn, nhà ăn sau hết được, bao nhiêu đây? Đây ta cho thời tiết mưa nhiều rau mắc, mua đủ dùng cân nặng thì cảm ơn. Bắn mướt nóng Nghệ An miễn phí, ai cần đến nấy. Miễn phí nhanh hết lắm á. Miễn phí cho nhanh hết. Nha, miễn phí cho nhanh hết về. Về sớm. Buôn bán gì đâu. Giờ anh bật lên khoảng tầm để đây lúc là hết rồi. Rau muống miễn phí cho công nhân, ai cần đến lấy, bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, công nhân 10 móc về móc, 20 móc phạt 5k còn người na. Bí xanh sổ 5.000 trái, hàng hơi cần bán gấp 20, cảm ơn. Cà chua đắt lắm, đừng có mua. Do thời tiết mưa nhiều rau đắt, mua đủ dùng chăn nặng phí. Cảm ơn. Người đâu hết rồi mình ạ. Chợ gì đâu mà từ hàng cá, hàng thịt, hàng trái cây, hàng rau ngồi nhìn nhau không à? Rau muống miễn phí cho công nhân, ai cần đến lấy, bốc theo thứ tự từ trên xuống dưới, không được bơi móc bẻ bóp, ai bơi móc phạt 5k còn bị nè. Đi xanh số 5.000 một trái. Ủa cái chuối này bà bán chứ hết cho người ta rồi hả? Cảm ơn. Hả? Cái này là cho chùa chứ sao giờ? Ừ, bó mà ai mua cho chùa mua 200 đó. 200 ngàn đó hả? Ừ. 200 ngàn đống này đó hả? Thôi 200 ngàn để tôi mua 200 ngàn rau cho chùa còn ý hơn. Lấy bên 150 đi. Thôi đùa, rau tôi cho chưa hết đây nè. Tối ông Bảy lại ra lấy rau về cho chùa nữa. Chợ giờ người đi đâu hết rồi ha? Thấy đống chôm chôm mà nhà anh bà bán hết rồi đây. Bán giờ ế lắm, bán giờ chậm lắm. Nào đồ ai xấu lột ra, bò ngoài lột ra.
đen. Cà chua đá lắp đừng có mua, mua khác đi. Ăn cái khác đi. Em ăn dưa leo hay cà tím hay cà pháo đấy kìa. Người cứ khoe ăn cà chua vậy. Mua gì? Bọc to, bọc nhỏ. Bao năm mươi hả? Đợi anh xíu anh đi ra nấy bao bọc to cho, bao to cho. Không được không? Cái gì? Mua gì? Em mua dưa leo về đắp mặt hay mua dưa leo về ăn? Chỗ này đây về ăn thì nó cháy nhỏ nhỏ dài dài thôi, còn về đắp mặt thì nó cháy bự này, về đắp cho nhanh nè. Không đắp mặt hả? À có xài không, có xài không? Không hả? Không phải mua nửa cháy nhỏ nhỏ thôi. Nó xấu nhưng mà kết cấu nó ngon, giống như ăn vậy xấu mà kết cấu nó ngon. Thế này được không? Có rất là ngon mà. Sao trái lại ngắn như vậy? Em phải dài hả? Mai anh mua khổ qua dài em nhé. Khổ qua cái nó trái dài dài mà nó có gai nhiều quá. Xanh nó cứng, gai nhiều đúng không? Lông nhiều. Lông nhiều, khổ qua em chỉ có lông. Có hả? Ngon ha. Mà khổ qua đấy em mua về em làm gì? Em đắp mặt hay về xài hay là... Về nhồi thật. Về nhồi thật hả? Em về em nhồi thật, em về em thật thật, thật nhồi. Đang buồn buồn để gặp em đó, đỡ buồn nè. Sao? Cái chú đây này mắc lắm. Mua thôi. Nay em không tăng ca sao về sớm em? Em thấy không? Hàng rau nó mắc mà là xấu rồi nè. Nếu nó rẻ nó đẹp. Nếu nó rẻ đẹp lắm. Xấu giống anh vậy? Xấu giống anh mà kết cấu ngon lắm á. Chắc hả? Chưa chắc hả? À? Muốn biết không? Hả? Sợ lắm. Lắm. 5.000 trái mua vài trái đi em. 5.000 trái mua vài trái cho nó mau hết. Chợ giờ ế lòi à? Không nhận ai cần đến đấy từ trên xuống dưới không được vơi ngon chặt năm ca còn bị nè cái dây số 5.000 một trái hàng hơi cần bạn gấp hai mươi lượng cảm ơn cả chùa tha năm đừng có mua cho thời tiết mưa nhiều rau đắt mua đủ dùng chặt năng quý cảm ơn mang 4 can nước giặt đi bán được 2 can. Đợt tới ra dàn túi ra dàn ấy bán siêu rẻ xuống này. Đem đem đây cân vô anh em. Bán lại chú coi. Mua làm gì nhiều vậy? Bán lại. Vừa bán lại hả? Ừ, bán lại. Nãy hết chưa? Đó hết rồi đấy chú. Cái này về bà nhắm bà bán được bao nhiêu? Nãy à? Ờ. Về thì mình bó ra, bó là mình bán cỡ đây, nếu như bó đi thì bán 8.000 bó. 8.000 bó. À. 2 bó. 16. 2 bó 16.000. Ờ, rồi 2 bó bán được 16.000 là trả vốn bao nhiêu? Thì chú trả chú nói bao nhiêu mà. Mà đưa lại tôi 7-8.000 bao nhiêu cũng được. Thì đó. Bà lấy về bán đưa lại cũng được. Sao không ra cho đầu mối lấy mấy tạ về bán? Chợ đầu mối nó bỏ mối có 60-70.000 một bó, lấy mấy tạ về bán? Chú cứ chọc hoài phải. Có lấy rau muống về bán không? Tôi bán rẻ cho mấy bó về bán. Mấy ngàn đi chú Minh, kịch có thiệt nữa. Đưa đại mấy ngàn nẻ đi. 7-8.000 gì đó cũng được. Chứ không phải sao ra. Bán ở đâu, chị bán ở đâu? Ngay chỗ chợ, ngay chỗ à. Chợ đó rồi à. Ai mua bao nhiêu, bán bao nhiêu. Rồi mấy ngàn đi đưa đại bộ kia đi. Mai lấy nhiều dành trước tôi lấy xe nô tôi chở cho mấy tạ. Em mua gì em? Cho thời tiết mưa nhiều rau đắt mua đủ dùng chăn năng quý. Cảm ơn. Bầu hôm nay nó mát rồi, bí thì rẻ. Bí cô lấy tính cô 5.000 ký về bán thôi. À, tính đại cho cô 5.000 ký về bộ cô bán á.
Nửa bánh trái nào đẹp đẹp mới về bán. Ừ. Dạ. Này, giá này được không? Nhưng mà nay tính cô 5.000 kỹ, nhưng mà cái này cô đừng có mua nhiều quá, về bán nó không hết. Mấy bữa mai mốt con có hàng đẹp thì mua. Cái này hàng hôm qua còn lại à. Lấy vài trái về bán à. Cái gì em? Đây 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 đây. Ừ. Ai đem vào trong kênh giùm anh kia bé. Lấy ớt hơi mai mốt cái hàng mới này nấy. Lấy đủ bán ngày mai thôi. Còn bầu đợt này đắt lắm, mấy bữa trước thì rẻ bèo mà. Bầu mấy bữa trước nó có 3.000, 5.000, 7.000, giờ đắt lắm. Nó đắt mấy bữa nó rẻ lại giờ mà. Thôi, video cũng dài rồi, anh em xem video ủng hộ kênh Minh Râu nha. Hồi giờ Minh Râu kết thúc video tại đây đây, để chuẩn bị cũng gần 6 giờ rồi. Rồi hàng họ rồi, Minh Râu cũng chuẩn bị bán tí nữa rồi dọn hàng về đây. Chợ ế quá, chờ cả 6 giờ người ta lấy hết rau muốn rồi về. Cân tính bà 5.000 ký thôi, Dù ơi.